Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Puni Kỳ Án. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến một vụ án mất tích của một bé gái 4 tuổi tại một tiệm Pachinko. Pachinko hiểu đơn giản là một loại máy chơi game có pha lẫn đánh bạc trá hình, được du nhập từ một trò chơi cổ phương Tây vào khoảng năm 1920. Ngay từ khi du nhập vào Nhật Bản, trò chơi này đã trở thành một cơn sốt trong ngành giải trí bởi tính chất gây nghiện và lối chơi vô cùng đơn giản, phong phú, thích hợp với mọi lứa tuổi. Cộng thêm việc người chơi có thể đặt cược ở mỗi lần chơi, nên là họ đốt rất nhiều tiền vào trò chơi này và mức doanh thu hàng năm thu được từ Pachinko là một con số khổng lồ. Hiện tại thì chính phủ Nhật Bản đã cấm không cho trẻ em dưới 18 tuổi tham gia trò chơi này vì tính chất đỏ đen và cờ bạc trá hình của nó. Vào giai đoạn đỉnh điểm thì ở Nhật Bản có đến hơn 45.000 cửa hàng Pachinko. Hiện nay thì chỉ còn 10.600 cửa hàng. Nhưng mà theo thống kê hàng năm thì vẫn có đến 17 triệu người dân Nhật Bản đắm chìm vào Pachinko và không thể nào dừng lại được. Đến mức họ có thể sẵn sàng dốc cạn túi để theo đuổi trò chơi may rủi này. Và số tiền nướng vào thú vui đỏ đen này lên đến 200 tỷ USD hàng năm, gấp 30 lần doanh thu sòng bạc Las Vegas. Pachinko hiển nhiên là một trong những ngành đem lại lợi nhuận khổng lồ cho xứ sở phù tang. Một số người khác, đặc biệt là người già, họ tìm đến Pachinko không phải là để ham hố thú vui đỏ đen, mà vì nó là thứ giúp họ giết thời gian một cách hiệu quả. Họ có thể ngồi ở cửa hàng Pachinko từ sáng sớm cho đến tối mịt, dù là thắng hay thua đối với họ đều không quan trọng. Cái thứ quan trọng chính là họ còn có một thú vui gì đó để mà họ bấu víu vào để mà sống tiếp, còn hơn là ngày ngày ở nhà mà không biết làm gì cả. Cũng khó có thể trách họ được, khi mà xã hội Nhật Bản ngày càng hiện đại phát triển, con cái lớn lên một cái là lao ra xã hội kiếm tiền, đương đầu với cuộc sống hàng ngày, rồi lại kết hôn, sinh con, rồi lại dành hết thời gian cho con cái. Cho nên hiếm khi nào mà có ai dành được thời gian cho cả cha mẹ già. Nên là họ đành phải tìm một thứ gì đó bấu víu vào để giải trí. Và Pachinko là một trong số đó. Mặc dù cái bộ môn này rất là dễ bán nhà. Bản thân mình thì ngày nào cũng đi làm, cũng đi ngang qua tiệm Pachinko. Nhưng mà mình chưa có vào lần nào. Vì ngày xưa hồi mà mình đi học lớp 7, lớp 8 á, ở Việt Nam mình khi đó là có cái máy ăn tiền mà người ta hay gọi là máy bát á. Nó có táo, cam, cóc, ngôi sao, 77. Hồi xưa mình cũng dữ dội lắm. Đốt hết 3 tháng tiền học vô trò chơi đó. Xong rồi thua, về nhà là bị ba mẹ quýnh thừa sống thiếu chết. Cho nên là từ đó là mình tẩn luôn, bỏ luôn mấy bộ môn cờ bạc. Nói một chút xíu về Pachinko như thế cho các bạn nắm rõ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào vụ án ngày hôm nay nhé. Vào Chủ nhật ngày 7 tháng 7 năm 1996, vợ chồng anh Yasuo và Mitsuko dẫn theo con gái Yukari 4 tuổi đến Pachitopia, một cửa hàng Pachinko lớn nhất nằm sát quốc lộ thuộc khu vực quận Ota, tỉnh Gunma. Vợ chồng anh Yasuo đã đến cửa hàng này nhiều lần trước đó, nhưng hôm nay là lần đầu tiên họ dẫn theo cô con gái Yukari. Sau khi vào cửa hàng thì cặp vợ chồng này đã chia ra ngồi hai người ở hai máy thuộc hai dãy khác nhau, và bắt đầu giải trí. Trong khi đó thì Yukari được cha mẹ đặt ngồi một mình ở một dãy ghế dọc hành lang, nơi mà họ có thể vừa chơi game, vừa quan sát được cô con gái. Họ chỉ cần quay đầu sang trái hoặc là sang phải là có thể nhìn thấy Yukari. Con nít mà, ngồi một lúc chán thì Yukari bắt đầu chạy quanh các lối đi. Cho đến khoảng 1 giờ 30 phút, Yukari đã chạy đến chỗ mẹ của mình và nói một điều gì đó. Nhưng mà vì tiếng trò chơi game quá lớn cho nên là người mẹ này chỉ nghe được vài từ, đó là có ông chú. Theo phản xạ tự nhiên thì người mẹ Michiko này đã bảo con gái mình rằng con á, tuyệt đối không có được đi theo cái chú đó nha. Sau đó người mẹ này tiếp tục chơi game và khoảng 10 phút sau cô ta nhìn về hướng dãy ghế hành lang nơi mà Yukari ngồi á, nhưng mà lúc này cô bé này đã biến mất. Chỉ còn lại ly nước cam và một gói cơm nắm. Quá hốt hoảng cho nên là Michiko đã vội vàng chạy đi tìm chồng của mình. Rồi hai vợ chồng hớt ha hớt hải tìm kiếm con gái cỡ bên trong và bên ngoài cửa hàng. Nhưng mà cô bé lúc này đã biến mất không một dấu vết nào.
Cặp vợ chồng tiếp tục tìm kiếm Yukari ở khu vực bãi đổ xe, sau đó là chạy dọc quốc lộ cho đến tận đêm khuya, nhưng mà cũng không tìm thấy cô bé. Họ đành phải nhờ sự giúp đỡ của cảnh sát. Sau khi nhận được thông báo một bé gái 4 tuổi bị bắt cóc, cảnh sát đã thành lập một lực lượng lớn gồm 70 chiến sĩ và chia thành nhiều hướng khác nhau để dò hỏi, tìm kiếm thông tin trong khu vực bán kính 5 km tính từ vị trí cửa hàng Pachinko. Cùng lúc đó thì cảnh sát đã tiến hành kiểm tra camera bên trong cửa hàng và họ đã thu được một số thông tin quan trọng. Trước thời điểm Yukari biến mất thì đã có một người đàn ông khả nghi đã bước vào cửa hàng Pachinko và người đàn ông này cao khoảng 1m60. Mặc dù đang là mùa hè nhưng mà anh ta lại mặc một chiếc áo khoác màu đen có hai đường kẻ chéo ở sau lưng vai, đầu đội mũ lưỡi chai, đeo kính râm. Thời điểm năm 1996 thì chất lượng hình ảnh camera lúc đó thu được tương đối thấp cho nên là họ không thể nào nhìn rõ mặt người đàn ông khả nghi này. Và sở dĩ người này bị nghi ngờ là vì hành động bất thường của anh ta. Sau khi mà vào cửa hàng thì anh ta không hề chơi pachinko mà đi thẳng đến nhà vệ sinh. Sau khi đi vệ sinh xong thì anh ta đã quành trở ra, đi thẳng về phía dãy hành lang rồi ngồi bên cạnh Yukari. Dựa vào đoạn phim cho thấy, người đàn ông này vừa nói chuyện với Yukari, vừa chỉ tay về hướng lối ra như là có ý định muốn dụ dỗ cô bé này ra ngoài. Nếu mà các bạn quan sát kỹ đoạn phim, ta có thể thấy được rằng Yukari đã cầm chiếc váy của mình rồi vẫy lên vẫy xuống liên tục khoảng 3 lần. Điều này cho thấy là Yukari đang cảm thấy bối rối, không biết phải làm gì trước lời nói của người đàn ông đội mũ. Và sau khi người đàn ông này nói chuyện với Yukari xong là anh ta ngay lập tức rời khỏi cửa hàng Pachinko và ở một chiếc camera khác quay được cảnh. Dường như là Yukari đã một mình đi theo người đàn ông này bước ra ngoài cửa hàng. Tuy nhiên là ở lối ra vào cửa hàng này lại không lắp camera, cho nên là diễn biến tiếp theo như thế nào thì không một ai có thể biết được. Sau một thời gian dài điều tra với nhiều mũi, nhiều hướng khác nhau, nhưng ngoài đoạn băng ghi hình từ cửa hàng Pachinko thì cảnh sát cũng không thu được thêm bất cứ một manh mối nào. Gia đình cũng đã thực hiện các công tác tìm kiếm khác nhau như là nhờ đến truyền thông, phát tờ rơi, dán affix treo thưởng cho những người nào cung cấp thông tin để mà họ có thể tìm ra con gái của mình. Nhưng thứ mà họ nhận được chỉ là những cuộc gọi điện thoại nặc danh thủ phạm hoặc tệ hơn nữa là điện thoại quấy rối. Cha mẹ của Yukari đã cảm thấy rất hối hận vì đã dẫn con gái mình đến cửa hàng Pachinko. Và vụ án này cứ thế dần rơi vào bế tắc. Cho đến 11 năm sau, thì một manh mối mới đã xuất hiện khiến cho vụ án này được lật lại. Bởi vì hung thủ là một tên sát nhân hàng loạt. Và người tìm ra manh mối này không phải là một cảnh sát, mà là một nhà báo. Anh ta tên là Shimizu Kiyoshi. Vào năm 2007, nhà báo Shimizu Kiyoshi đã được giao phó điều tra lấy thông tin về các vụ án chưa được giải quyết để thực hiện một chương trình truyền hình. Và ông ta đã bắt đầu nghiên cứu về vụ mất tích của Yukari. Trong lúc nghiên cứu, ông đã phát hiện ra rằng đã có 4 trường hợp khác có nét tương đồng với vụ mất tích của Yukari. Đầu tiên là vụ án xảy ra vào thứ Sáu ngày 3 tháng 8 năm 1979. Nạn nhân là một cô bé 5 tuổi được báo cáo mất tích tại một công viên thuộc thành phố Ashikaga, tỉnh Tochigi. Sau 6 ngày tìm kiếm thì cảnh sát đã tìm thấy thi thể cô bé được đặt trong một chiếc ba lô và ném gần bờ sông Watarase. Vụ án thứ hai xảy ra vào thứ Bảy ngày 17 tháng 11 năm 1984. Nạn nhân là Yuki Hesebe, 5 tuổi, được báo cáo mất tích tại một tiệm pachinko cũng thuộc thành phố Ashikaga, tỉnh Tochigi. Sau khi mất tích 2 năm, năm 1986, một người dân đã phát hiện được một bộ xương trẻ em dưới lòng sông cách nhà Yuki 1,7 km. Và sau này xét nghiệm thì bộ xương này chính là của Yuki. Vụ án thứ 3 xảy ra vào ngày thứ 3, ngày 15 tháng 9 năm 1987. Hôm đó là lễ Quốc Khánh. Nạn nhân là Tomoko Osawa, 8 tuổi, được báo cáo mất tích tại công viên thuộc thành phố Ojima, tỉnh Gunma. Một năm sau, xương của Tomoko được tìm thấy dưới lòng sông Tone. Và vụ án thứ 4
cũng là vụ án quan trọng nhất, gây nhiều tranh cãi nhất, sau này còn được biết đến với cái tên vụ án Ashigaka, xảy ra vào thứ Bảy ngày 12 tháng 5 năm 1990. Nạn nhân là Mami Matsuda, 4 tuổi, cũng được báo cáo mất tích tại một cửa hàng pachinko thuộc thành phố Ashigaka, Tochigi. Sau khi mất tích một ngày, thi thể của Mami đã được tìm thấy dưới lòng sông Watarase và cảnh sát đã tìm thấy một mẫu DNA thu được từ tinh dịch được cho là của hung thủ để lại. Xét luôn cả vụ án mất tích của Yukari thì 5 vụ này đều có nhiều điểm tương đồng. Thứ nhất, ngày xảy ra vụ án thường là ngày cuối tuần hoặc ngày lễ, chứng tỏ kẻ thủ ác là một người có công việc ổn định. Thứ hai, nạn nhân đều là các bé gái từ 4 đến 8 tuổi. Và điều cuối cùng là địa điểm biến mất là các cửa hàng pachinko hoặc công viên. Và cả 5 vụ án này đều xảy ra trong bán kính 10 km, tính từ ranh giới tỉnh Gunma và tỉnh Tochigi. Ngoại trừ Yukari thì 4 nạn nhân còn lại đều được phát hiện dưới lòng sông. Và dựa trên những điểm tương đồng này, nhà báo Shimizu đã đưa ra một giả thuyết rằng kẻ thủ ác của cả 5 vụ này đều cùng là một người. Tuy nhiên thì giả thuyết này đã gặp phải một vấn đề lớn, đó chính là ở vụ án thứ tư, vụ án Ashigaka. Vào năm 1991 thì hung thủ của vụ án này đã bị bắt. Anh ta tên là Toshikazu Sugaya, một tài xế xe bus của một trường mẫu giáo. Anh ta đã bị bắt dựa vào kết quả so sánh DNA. Nhưng mà vụ án của Yukari lại xảy ra vào năm 1996. Thời điểm này Sugaya vẫn đang ở trong tù, cho nên là giả thuyết 5 vụ này đều cùng là một người đã bị bác bỏ. Nhưng nhà báo Shimizu đã chỉ ra được rằng cảnh sát đã bắt nhầm người trong vụ án Ashigaka dựa trên lời khai và kết quả xét nghiệm DNA của Sugaya. Vào năm 2009, sau khi xét nghiệm so sánh đối chiếu lại một lần nữa, kết quả cho thấy mẫu DNA của Sugaya, hung thủ bị bắt năm 1991, không trùng khớp với mẫu DNA mà cảnh sát thu được, chứng tỏ cảnh sát đã bắt nhầm người. Sở dĩ việc bắt nhầm hung thủ trong vụ án này là vì đây là trường hợp đầu tiên mà cảnh sát sử dụng DNA làm bằng chứng buộc tội. Tuy nhiên vào thời điểm năm 1991 thì việc xét nghiệm DNA vẫn đang trong thời kỳ chưa phát triển, cho nên là tính chính xác không cao. Trong 1.000 người thì có thể có 1 hoặc 2 mẫu DNA trùng nhau, nghĩa là vào năm 1991 có đến 120.000 người dân Nhật Bản có cùng DNA với hung thủ, và Sugaya, người bị bắt nhầm, là một trong số đó. Tiếp theo là lời khai của Sugaya lúc thú tội. Có lẽ anh này đã bị ép buộc, cho nên là anh ta đã đưa ra một lời khai không nhất quán. Sau khi chở Mami ra khỏi bãi đổ xe bằng xe đạp, rồi cả hai chạy đến bờ sông Watarase, sau đó đã ra tay sát hại Mami. Thời gian gây án lúc này là rất ngắn. Bao nhiêu phút thì tài liệu không có ghi rõ, cho nên là các bạn thông cảm cho mình nha. Thì nhà báo Shimizu đã mời một người có cùng chiều cao, cân nặng, vóc dáng giống với Sugaya, rồi thực hiện lại vụ án này. Nhưng mà kết quả thu được là không đúng với thời gian mà Sugaya đã khai báo, chứng tỏ Sugaya đã bị cảnh sát ép cung rồi khai man thời gian. Và dựa vào hai bằng chứng này, Sugaya đã được trả tự do ngay lập tức sau khi ngồi tù oan hơn 17 năm. Và vụ án này không chỉ thu hút được sự chú ý từ dư luận, mà nó còn chứng minh được rằng lập luận của nhà báo là đúng. Kẻ thủ ác của cả 5 vụ án này đều cùng là một người. Vậy, hắn ta là ai? Để tìm ra kẻ thủ ác, nhà báo Shimizu đã cất công gặp những người từng là nhân chứng của vụ án Ashigaka. Mặc dù đã hơn 17 năm, nhưng đối với họ, đó là những ký ức không thể nào quên được. Và sau khi kết nối những manh mối thu được từ các nhân chứng, từ miêu tả nhân dạng, vóc dáng, thói quen, tất cả đều có một vài điểm chung. Đó là nghi phạm X này rất nhanh nhẹn, dáng người gầy, thường lui tới các cửa hàng pachinko. Nhà báo Shimizu đã bắt đầu quan sát những khách hàng thường lui tới ở những cửa hàng pachinko nằm trong bán kính 10 km tại khu vực ranh giới giữa tỉnh Gunma và Tochigi. Và sau nhiều nỗ lực theo dõi, công sức của nhà báo cũng đã được đền đáp.
ông ta thực sự đã tìm ra được một người có đủ các yếu tố mà ông đang tìm kiếm. Và sau khi thu thập được một số bằng chứng, hình ảnh, nhà báo Shimizu đã đến gặp cảnh sát ở khu vực hai tỉnh Gunma và Tochigi để trình báo. Tuy nhiên thì mọi chuyện đều không như những gì mà ông mong đợi. Cảnh sát dường như không muốn động vào một vụ án đã hết thời hiệu. Hay nói chính xác hơn, họ không dám lật lại vụ án Ashigaka và họ không có dấu hiệu hành động. Quá chán nản, nhà báo Shimizu đã tự mình đi gặp nghi phạm X để chất vấn. Chào anh, tôi là nhà báo Shimizu. Tôi muốn hỏi anh một vài câu hỏi về vụ án đã xảy ra cách đây hơn 18 năm về trước. Khi mà vừa nghe xong câu hỏi thì khuôn mặt của nghi phạm đã có chút bối rối, lo lắng. Nhà báo tiếp tục tấn công. Vào ngày hôm đó, anh cũng có mặt tại cửa hàng Pachinko ở quận Ashigaka đúng không? Tôi không nhớ rõ lắm. Thông thường nếu mà một người thực sự không có liên quan, họ thường sẽ trả lời hoặc hỏi lại người hỏi, ví dụ như là ngày nào, cửa hàng Pachinko nào, ở đâu, tại sao anh lại hỏi tôi như vậy? Nhưng mà nghi phạm X này lại trả lời là tôi không nhớ rõ lắm, chứng tỏ hắn thực sự có liên quan đến vụ án này. Và ở những câu trả lời tiếp theo của nghi phạm X cũng rất mơ hồ và thiếu nhất quán. Cuối cùng thì hắn ta đã thừa nhận mình đã có mặt tại cửa hàng Pachinko vào năm 1991, nơi xảy ra vụ án Ashigaka. Hắn cũng đã thừa nhận mình có nói chuyện với nạn nhân Mami vào ngày hôm đó, nhưng không chịu thừa nhận hành vi sát hại cô bé. Trên thực tế thì dù cho hắn có thực sự thừa nhận, thì đây cũng chỉ là cuộc trò chuyện giữa một nhà báo và một công dân bị nghi ngờ. Dù cho có nói thế nào thì vẫn chưa đủ bằng chứng để buộc tội hắn ta. Và để có bằng chứng thuyết phục, nhà báo Shimizu đã lén lấy được mẫu DNA của nghi phạm từ những túi rác tại nhà của hắn ta. Sau đó, nhà báo đã đối chiếu so sánh với mẫu DNA mà cảnh sát thu được. Kết quả cho ra là trùng khớp. Hắn ta chính là hung thủ sát hại cô bé Mami trong vụ án Ashigaka năm 1991. Và chắc chắn là không có sai sót trong lần này được. Vì công nghệ DNA năm 2009 lúc này đã phát triển vượt bậc. Sai số là 1 trên 100.000 tỷ người, mà dân số thế giới lúc này chỉ có 7 tỷ người. Quá vui mừng, nhà báo Shimizu đã đem kết quả xét nghiệm của nghi can X đến gặp cảnh sát. Nhưng mà một lần nữa, cảnh sát đã từ chối không lật lại vụ án này, mặc dù đã có bằng chứng rõ ràng. Mình biết là khi mà nghe đến đây, chắc chắn các bạn sẽ rất là bực mình và ứa gan với mấy đại ca này. Nhưng mà nó có lý do của nó hết. Trên thực tế thì kể từ khi xảy ra vụ án Ashigaka năm 1990, nghi phạm X đã lọt vào tầm ngắm bị điều tra của cảnh sát. Nhưng mà trong lúc điều tra thì đột nhiên kết quả của ông Sugaya, cái người mà bị bắt nhầm, trùng khớp với mẫu DNA thu được trên người cô bé Mami. Cho nên họ nghĩ rằng mình đã bắt được hung thủ thật sự, nên là mọi điều tra về nghi phạm X vào năm 1991 đều bị dừng lại. Và điều đáng sợ hơn nữa đó chính là cảnh sát cũng đã nghi ngờ nghi phạm X này có liên quan đến vụ mất tích của cô bé Yukari năm 1996. Nhưng mà họ không muốn đưa hắn vào danh sách điều tra vì họ muốn lấp liếm sai lầm của mình. Nếu họ khui ra nghi phạm X là thủ phạm bắt cóc Yukari, chắc chắn DNA của hắn sẽ được đưa vào hệ thống và từ đó sai lầm của vụ án Ashigaka cũng sẽ bị phanh phui ra. Thế nên là cảnh sát quyết định im lặng luôn để mà lấp liếm sai lầm của mình trong quá khứ. Nói tóm lại, nếu tiến hành điều tra lại và bắt giữ nghi phạm X năm 1996, đồng nghĩa với việc đội điều tra đã tự bắn vào chân của mình. Kết quả là, nghi phạm X vẫn được sống tự do mà không bị ngồi tù một ngày nào. Và biết đâu được, hắn sẽ lại ra tay vào một ngày nào đó trong tương lai. Vụ án mà mình tường thuật xin khép lại tại đây và cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng mình trong thời gian qua. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Mình là Puni.